Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói, ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp, một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời, kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu, ông hãy đi và làm như vậy, tức là ông hãy đi và làm như người Samaria đã cứu giúp người bị cướp biển trên đường từ Jericho về Jerusalem, nằm nửa sống nửa chết ở giữa đường. Hãy đi và làm như vậy. Hãy đi và làm như người Samari đã cứu sống người bị cướp giết, bị cướp đánh đập. Thưa anh chị em, đó cũng là mệnh lệnh Chúa dành cho chúng ta. Hãy đi và làm như vậy. Mỗi người chúng ta cũng được chính Chúa ban ơn để có thể làm những gì Chúa muốn. Nhưng có những người thì phát huy ơn của Chúa, nhưng có những người thì để cho ơn Chúa lụi tàn, nén bạc Chúa trao. Có người thì làm sinh thêm nhiều nén bạc khác, nhưng cũng là ơn Chúa đấy. Nhưng có người đã đem giấu đi bằng một đời sống lười biếng, bằng một đời sống chỉ bo bo sống cho mình, bằng một đời sống ích kỷ, bằng một đời sống giả tạo. Ở bên ngoài có thể là vẫn mang hình thức của một người công giáo, nhưng trong lòng chả có một chút gì công giáo cả. Cho nên ơn Chúa đánh mất. Thưa anh chị em, vậy thời nay, và nhất là giữa hoàn cảnh của dịch tễ đang lan tràn khắp nơi, ai là anh em của chúng ta? Tôi nhớ cách đây hơn 2 năm, à gần 2 năm, tháng 10, coi như cũng gần 2 năm rồi đó, 2019, tháng 10 hôm nay, đang là tháng 10 của năm 2021, thì cái vụ 39 người bị bán qua bên châu Âu và chết trong thùng đông lạnh ở bên nước Anh. Có quá nhiều người trẻ trong đó và một số lớn là người công giáo. Trước những hoàn cảnh đó, chúng ta thấy một xã hội của Việt Nam chúng ta
còn đầy những bấp bênh, còn đầy những tang thương. Và hình như cái kiểu sống, sống chết mặc bây, mạnh được yếu thua vẫn còn, vẫn lan tràn trong cái xã hội Việt Nam này. Nhất là những người tổ chức những đường dây buôn người, không phải một người, một cá nhân mà có thể làm được, mà nó là cả một tổ chức. Nó phải câu kết với nhau, thậm chí có biết bao nhiêu kẻ cầm quyền nằm ở trong đường dây đó để có thể làm những điều, những giấy tờ hay là cái cách chạy giấy chạy tờ cho trót lọt để đưa những người đi như vậy. Rồi mới đây, anh chị em trong những ngày này mà nếu chúng ta có nghe đài hay là xem đài có thấy hoặc có nghe một số những anh chị em của chúng ta, tôi cho đó không phải là xuất cảng nô lệ, không phải là xuất cảng lao động, mà là một thứ, một hình thức nô lệ thời đại mới. Biết bao nhiêu những phụ nữ, và trong đó có cả trẻ em ở vùng cao, và nhiều người đã làm giấy tờ giả nâng khống tuổi của một em bé lên tuổi trưởng thành để đưa đi ra nước ngoài làm nô lệ như vậy. Đặc biệt là ở các nước mà người ta thờ đứng Allah, tức là những nước Hồi giáo, họ coi sinh mạng, họ coi giá trị của người phụ nữ nhẹ như rơm. Các em bé gái, các người nữ làm ở trong những cái xã hội này bị đày đọa, bị bức bách, và thậm chí đã có người chết. Rồi cũng thời gian này, chúng ta nghe thấy hàng trăm ngư dân đi đánh cá lậu ở bên quốc gia của người ta, chẳng hạn như Indonesia, và rồi bị giam cầm bên đó như những trại tập trung, như những nhà tù lỏng bao nhiêu năm trời, không ai đoái hoài, không ai cứu vớt. Gần đây đưa về được một số người rất tội nghiệp, rất đáng thương. Vậy ai là anh em của chúng ta vậy? Nếu nói như Chúa Giêsu, những người đau khổ, những người cùng bần ấy, những người bần cùng ấy, họ là những anh em của chúng ta. Tôi nhớ trong mùa dịch này, ngay từ đầu mùa dịch, thì nhiều những áp lực hằng ngày ra rã, chỉ trích và lên án một nhóm tôn giáo. Thế rồi có những bình luận vô cùng độc ác, đó là kêu gọi thiêu sống những người trong cái nhóm tôn giáo này. Thưa anh chị em, giữa bối cảnh bức bách của cả một dân tộc, và giữa bối cảnh của cả một dân tộc mà chỉ trong vòng 4 tháng hàng trăm ngàn người bị bệnh, hàng chục ngàn người ngã xuống chết, không nơi chôn táng, không có được một mảnh đất để chôn táng, không có được một chiếc quan tài cho đường hoàng để làm chiếc áo quan cuối đời, làm nơi an nghỉ cuối đời. Còn gì nữa để mà chúng ta hận thù nhau? Còn gì nữa để mà chúng ta đòi giết nhau, đòi đốt nhau, đòi thiêu nhau, đòi rũ bỏ nhau? Chúng ta chưa đủ tang thương sao? Có bao giờ một quốc gia chỉ trong vòng vài tháng mà hàng chục ngàn người chết không? Có bao giờ một quốc gia nhỏ bé và kiệt quệ về kinh tế, kiệt quệ về sức người, sức của, kiệt quệ về y tế, và nhất là khắp nơi đang đói khổ rất nhiều, nhiều người đang đói khổ rất nhiều, thì chỉ trong vòng mấy tháng trở thành một cái ách, một cái gánh nặng cho nhau và cho chính bản thân. Chứ những người nghèo, những người đau khổ, những người rơi vào hoàn cảnh tang thương, họ đâu có muốn, họ cũng là những nạn nhân. Và đặc biệt anh chị em có thấy ai ở nơi nào, có thời điểm nào chỉ trong vòng vài tháng mà sản sinh ra chỉ trong một thành phố thôi đã có 1.500 trẻ em mồ côi cha mẹ? Hoàn cảnh của chúng ta như thế mà chưa đủ tang thương sao? Mà chúng ta còn đòi sát hại nhau, chúng ta còn lên án nhau, sao không đùm bọc nhau,
người Việt Nam chúng ta vẫn những có những câu ca dao, có câu tục ngữ rất hay kia mà, sao chúng ta nhét nó ở đâu mà không nhớ lấy nó? Nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng. Ông bà mình đúc kết cái tình thương trong từng lời như vậy, thì lẽ nào ngày hôm nay mình thừa hưởng những gia sản của lòng đầy từ tâm, đầy yêu thương của tổ tiên mình, chúng ta lại lên án nhau, chúng ta lại rũ bỏ nhau, chúng ta lại đòi thiêu sống nhau, chúng ta lại tìm cách để đục khoét nhau. Nhất là trong đại dịch, có biết bao nhiêu kẻ làm giàu trên sự sống, sự chết của đồng bào. Mấy ngày qua, người ta thấy liên tục có những ý kiến về những cái kit xét nghiệm chẳng hạn. Có ai đó phát biểu rằng mua tận gốc chỉ có khoảng 30 mấy ngàn, về đến Việt Nam chỉ có khoảng 50 ngàn đồng. Nhưng anh chị em thấy mỗi một lần anh chị em mà phải đi xét nghiệm thì tốn mấy trăm ngàn không? Và thậm chí nếu xét nghiệm sâu hơn bằng kỹ thuật này, kỹ thuật khác mạnh hơn, hàng triệu đồng. Với một hoàn cảnh như vậy mà mình còn không đùm bọc nhau, nhiều điều mà không vũ lấy giá gương mà còn đòi cái gì nữa? Thưa anh chị em, nếu ngày xưa người thông luật đứng giữa đám đông để hỏi Chúa, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, rồi Chúa giải thích cho anh, để sự sống đời đời anh yêu mọi người và yêu Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực anh. Rồi Chúa bảo yêu người như tha nhân, yêu người, yêu tha nhân như chính bản thân anh. Anh ta hỏi tiếp, vậy ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu đã trưng ra bằng chứng của một người bị nạn, bị đánh dở chết dở sống ở giữa đường, đấy là người anh em của mình. Thì ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng sẽ nói với chúng ta như vậy. Những hoàn cảnh đau khổ mà tôi vừa kể ra không kể hết được, chỉ lấy một số làm tượng trưng, làm bằng chứng. Ngay cả trong những ngày này, khi mà người ta bảo rằng thành phố mở cửa một phát là ào ào chạy về, bị chặn chỗ này, bị bít lối chỗ kia, đến nỗi có những lúc có chỗ bạo loạn. Tại sao người dân phải đùng đùng bỏ chạy, vừa mới mở cửa một phát bỏ chạy như vậy? Với những hình ảnh vô cùng đau đớn, xót xa. Đó, họ là những anh em của chúng ta đấy. Những người Jericho của thời đại bị cướp đánh nửa sống nửa chết ở giữa đường thời đại đấy. Và Chúa bảo họ là anh em của anh. Chúa nói với người thông luật, thì nay Chúa cũng nói với tất cả chúng ta. Vậy thưa anh chị em, tôi và anh chị em không làm gì được cho đồng bào mình, thì cũng chớ làm gì xúc phạm đến đồng bào mình. Chúng ta nhìn những hoàn cảnh xót xa, chỉ cần chúng ta thông cảm, chỉ cần chúng ta biết cầu nguyện cho anh em chị em của mình, chỉ cần chúng ta biết nhẹ lòng để suy nghĩ tích cực thay cho những tiêu cực, những oán ghét, những giận hờn, những la lối, những trách móc, cũng đủ để an ủi anh em đồng bào, cũng đủ để tỏ ra cho thấy mình là anh chị em của những người bị nạn, của những người cùng khốn, của những người đau khổ, của những người điêu đứng. Thưa anh chị em, Chúa bảo chúng ta, như Chúa đã từng nói với người thông luật trong Tin Mừng, bằng một lời cuối cùng của Tin Mừng: anh hãy đi và làm như vậy. Và nhân danh Chúa Giêsu, nhân danh lời của người dạy chúng ta, tôi cũng nói những lời như vậy. Chúng ta từng người hãy đi và làm như vậy, nghĩa là hãy đi và thực hiện tình yêu thương, thực hiện lòng xót thương, thực hiện sự cảm thông, thực hiện tất cả những triều mến và biết nghĩ cho nhau. Đó là cách chúng ta làm như Chúa đã làm. Hãy đi và làm như vậy.